Em ơi, còn ở đây là những cái cây mà trà là mà lộ thân cao hơn em nhá. Đây cứ đo kích thước này cho em. Đây, 1, 2, 3, đấy, 60 phân. Cây thì như này, hàng này dâm ủ ở đây rồi. Để em ưng thì chắc chị chọn cho em cây này là một này. Để chị xem cái cây nào mà gốc to to mập mập đẹp đẹp rồi chị. Đây, cây này đây, thích hoa thì có cả hoa đây rồi đây. Đấy, thấy không? Một, hai, ba. Đấy, tầm thế. Đây, thích dài hơn thì có bên này. Đây, thích hoa thì có hai cây này. Đấy, và cây này nữa. Nói chung số lượng ở đây thì nhiều lắm, cho nên là ba cây thì đơn giản không mà. Đây, cây này cũng 60 này. Lá non mới ra này. Một này, hai này, ba này. Đấy. Thì chị sẽ chụp cho em mấy cái hình nhá. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây trà là cây cảnh thì vui lòng alo ạ, 0977973535 bạn nhá. Cảm ơn bạn nhiều ạ.